Vang vọng xin được kính chào tất cả các bác. Các bác có biết bộ đôi nào đi với nhau hợp nhất không ạ? Tất nhiên rồi, đó là một chiếc đồng hồ tủ đứng đến từ thương hiệu Howard Minor của đất nước Mỹ, một thương hiệu nổi tiếng nhất của đất nước Mỹ các bác nhé. Và sẽ đi kèm với chị ạ, đi kèm với một chiếc đồng hồ treo tường của Pháp. Nhưng của Pháp phải là thương hiệu nào? Odo của Pháp các bác nhé. Đây là một cái cặp đôi cực kỳ là hoàn hảo để cho các bác sở hữu, vừa chơi được thương hiệu, vừa chơi được tiếng chuông, vừa chơi được cái vẻ đẹp ngoại hình rất là tốt luôn. Và đây là một chiếc tủ đứng Howard Minor phiên bản kỷ niệm 72 năm thành lập hãng các bác nhé. Thế nên trên những chiếc tạ cây kỷ niệm thì chúng ta sẽ có những cái điều rất là đặc biệt, từ cái phần thiết kế của cái bộ mặt số này đến thiết kế của cái bộ tạ nắp các bác nhé. Đây là cái phần thân chân đế của chiếc đồng hồ tủ đứng đây các bác này, rất là bề thế và vững chắc đúng không ạ. Và đây cái điều mà em muốn gửi tới các bác này, đây là cái vẻ đẹp của cái bộ mặt số nhá. Một cái bộ mặt số được thiết kế tân cổ điển rất là đẹp luôn. Đây sẽ là cái thông số đây các bác này. Đấy. Anniversary kỷ niệm 72 năm thành lập hãng. Và ngay từ cái phần thiết kế của cái bộ lịch trăng sao nhá, cũng đã thiết kế một cách rất là tinh xảo và đẹp mắt rồi đúng không ạ. Nó vừa mang một nét đẹp cổ kính, vừa mang một nét đẹp sang trọng. Đấy. Còn đi xuống dưới thì các bác có thể thấy đây, một cái phần mặt số nó không còn điểm gì để chê các bác nhá. Bốn góc chúng ta sẽ có bốn bông hoa, mặt số nổi vàng trên nền hoa trắng bạc thì chắc chắn rồi, đi không thể nào hợp hơn được nữa. Vì màu vàng rất là hợp với những cái màu sắc trắng bạc như này, nó sẽ nổi lên cái vẻ đẹp của cái bộ mặt số các bác nhé. Chiếc này sẽ chơi một bản nhạc, đó là bản Badminton, và có cái chế độ tắt chuông đêm tự động đấy các bác nhé. Đây, thông số thì rất đầy đủ, một chiếc Howard Minor 610853 được người chủ người ta sở hữu vào năm 1999. Rồi, trung tâm chúng ta sẽ có một cái phần hoa văn đồng tâm như này các bác nhé. Đấy, đây là một cái phần hoa văn rất là đẹp, hoa văn nổi luôn các bác nhé. Đây là hoa văn này, không nhầm là hoa văn dập khuôn các bác nhé, chứ không phải là hoa văn được đính trực tiếp vào phần mặt số. Dập khuôn thì phải có khuôn các bác nhé. Nó sẽ đồng bộ với cái phần hoa văn ở bên dưới đây các bác này. Đấy. Nó phải đi đồng bộ với nhau, vì phiên bản kỷ niệm 72 năm thì người ta sẽ sản xuất một cách cầu kỳ hơn, nó gọi là cầu kỳ hơn. Một cái phần nắp giáng đàn này đi với bộ tạ giáng đàn được thiết kế màu vàng sẫm các bác nhé, màu vàng sẫm tạo nên một cái nét đẹp rất là cổ điển cho chiếc đồng hồ khi các bác trưng bày. Đây các bác nhìn này, nhìn rất là sang đúng không các bác. Em đang quay chi tiết cái bộ tạ, bộ nắp cũng như cái phần mặt số mà chiếc đồng hồ ấy đang sở hữu đây. Về thiết kế mái, đây gọi là một cái mẫu thiết kế mái sừng các bác nhé, đặc trưng nổi tiếng của thương hiệu Howard Minor. Hai bên hông đây, hai bên hông chúng ta sẽ có những cái phần cửa kính được tạo khuôn gỗ như này các bác nhé. Đây là một chiếc tủ đứng được thiết kế hoàn toàn bằng chất liệu gỗ óc chó các bác ạ, nên nó sẽ cho các bác một cái phần màu sắc rất là dễ để các bác kết hợp với không gian nhà của mình. Ở nhà các bác có, dù là các bác nhà mới, nhà hiện đại hay là nhà xưa thì các bác đều có thể kết hợp được các bác ạ. Nguyên bản cả cây các bác ơi. Nếu mà tính về độ đẹp của chiếc đồng hồ này thì em nhận xét đây là một mẫu thiết kế nó còn đẹp tổng thể các bác nhé. Vì đây là một chiếc em nhập nguyên cây mà, đẹp trên 97-98%. Gần như là các bác sẽ không thấy được cái lỗi nào xuất hiện trên cái phần mặt thùng của chiếc đồng hồ đâu. Bốn chân bên dưới có thể điều chỉnh để cân bằng các bác ạ. Còn đây sẽ là cái bộ máy đây các bác nhé. Đây, em xin được quay qua cái bộ máy của chiếc đồng hồ nhé. Đấy, đây là cái bộ máy đây các bác này, cực kỳ là đẹp đúng không các bác. Bên trong thì chúng ta sẽ có rõ nét cái thông số các bác nhé. Đây, các bác có thể nhìn đây, thông số của thương hiệu Howard Minor ngay bên trong này. Máy nó có đầy đủ hết luôn các bác nhé, không thể thiếu được. Bây giờ em xin được thử qua cái tiếng chuông mà chiếc đồng hồ này chơi lên, là cái bản nhạc Badminton. Vừa rồi thì em đã thử đầy đủ bản nhạc cũng như 15 phút các bác nhé. Đấy, một cái bộ máy này, nhìn các bác, mời các bác nhìn lại một lần nữa nhé. Đây, phóng to cái tên logo thương hiệu để các bác được nhìn nhé. Đấy, chuyện rất là rõ nét đầy đủ tên logo thương hiệu đúng không ạ.
Đấy, vì chính hãng mà các bác, phải đầy đủ thông số đúng không ạ? Đấy là thiết kế và tiếng chuông của chiếc đồng hồ tủ đứng 3 kim. Một kim rốn đây các bác này. Đấy. Mặt số phải nói các bác quá đẹp luôn. Cả cái thiết kế nó ăn nhập với nhau một cách rất là hài hòa và hợp lý đúng không ạ? Đấy là tủ đứng thì phải chơi Hogwarts. Còn treo tường thì phải chọn Odo đúng không các bác? Một chiếc Odo mang một nét đẹp tân cổ điển, Odo đời 57 các bác nhá. Mẫu thiết kế thùng vân nu hai màu. Hai bên cánh sẽ là sẫm màu, còn chính giữa sẽ là màu sáng hơn để nằm nền, mới bật cho một cái phần mặt số bác giác nằm này, niềng vàng rất là đẹp đúng không ạ? Cùng với đó, bên dưới chúng ta sẽ sở hữu một cái phần kính hoa họa tiết hoa văn vàng và một cái phần mặt nắp bác quái vàng này các bác này. Một chiếc 57 có cái độ đẹp cực kỳ là cao luôn. Nguyên bản cả chiếc các bác nhá. Nẹp kính trên, nẹp kính dưới đầy đủ này. Đây, mặt số hai nòng các bác nhá. Niềng vàng này sẽ đi với nền số trắng và bộ 12 số đen. Còn nền trong sẽ là nền vàng để làm nổi bật nên cái tên logo thương hiệu của thương hiệu Odo. Thông số bên dưới các này, mệnh phanh không thể thiếu đúng không ạ? Ba lỗ vành khuyên cót còn, quả nắc bát quái vàng này, không có cái vết móp nữa đúng không ạ? Đấy, còn tay cót zin sẽ được cài hồng thùng như này. Odo thì nổi tiếng rồi đúng không các bác? Không thể chê được rồi. Bộ máy đây các bác nhá, một cái bộ máy vách hoa dâu. Nếu mà nhận xét về cái nét đẹp tổng thể của chiếc 57 em đang sở hữu đây thì em nhận xét đây là một chiếc 57 đẹp tổng thể trên 96-97%. Mời các bác cùng em nghe qua cái tiếng chuông bản nhạc quét nhé. Âm thanh trên bộ công thép rất là trầm và rất là tròn tiếng đúng không các bác? Đây, máy thì phải nói các bác rằng vàng ươm như này rồi các bác. Chơi như này mới thích đúng không các bác? Đấy, rồi đấy là về cái thiết kế sơ qua một chút về cái tiếng chuông của chiếc Odo 57 ngoại hình bên ngoài này. Phải nói rằng là đây là một cặp đi với nhau cực kỳ là hoàn hảo các bác nhé. Một chiếc Odo nổi tiếng về đồng hồ treo tường và một chiếc đồng hồ Howard Miner nổi tiếng về những chiếc đồng hồ tủ đứng các bác nhé. Không có điểm gì để chê về cặp đôi này các bác ạ, vì hiện diện của hai đất nước nổi tiếng về ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ và hai thương hiệu lớn của hai đất nước này, còn gì để chê không các bác? Tất nhiên là không rồi. Một cặp nha, rất là đẹp luôn. Bác nào muốn sở hữu cặp đồng hồ này thì mời các bác liên hệ theo số điện thoại 0912 011 947. Cảm ơn các bác đã theo dõi.